Hi anh chị, trong video này em sẽ chỉ anh chị cách download PDF statements của TD Bank. Okay, so sau khi anh chị log in, qua bên tay trái anh chị bấm Statements and Documents, xuống dưới anh chị chọn Ngân hàng Checking Account, bấm OK. Giờ cho ngân hàng này, cho account này thì nói no statement available. No statement available là nó cho anh chị coi statement của anh chị online or transactions online mà không có download PDF statements được. Cuối năm thì em cần anh chị download PDF statements, so giờ em mình chọn change delivery preference bên tay phải bên đây để cho mai mốt anh chị sẽ nhận PDF. So bấm change delivery preference. Giờ xuống dưới anh chị nhớ chọn online and then bấm notify by email đây, rồi bấm save changes. Okay, thank you anh chị.